chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ quay cho các bạn cái quy trình mà trồng cây giống cây hoa hồng thân gỗ nha các bạn. Thì các bạn mà mua cái giống hoa hồng của mình về thì các bạn, cái thứ nhất là các bạn pha thuốc ra rễ, xong các bạn lấy một cái gốc như vậy, các bạn ngâm trong nước, ngâm trong nước cái thuốc rồi này cho ra rễ đó. Đấy, có cái thuốc mình pha nước ngang cái gốc thôi, rồi mình ngâm vô vậy cho nó ướt, rồi vớt ra cho nó vào đây. Đó, trong luôn được, ngâm cỡ 50 phút là được các bạn. Nó chủ yếu nó có cái thuốc đó để nó cắt cho ra rễ thôi. Những cái gốc hồng của nhà mình thì rất là đẹp nha các bạn. Đây các bạn, đây là mình mới chiết ra để mình đi vô chậu tiếp để có mùa Tết năm nay để có hàng. Trồng cây vô chậu cho các bạn xem. Thì các bạn trồng thì cũng như trồng bình thường thôi. Mấy phân bò ruộng với đất các bạn, với tỷ lệ 2 phần đất 1 phần phân bò các bạn, và các phân chuồng đó, phân dê cũng được, phân dê được thôi. Phân dê chuồng, phân cá, phân cá thì nó có các bạn. Trồng một chiếc cây này cho các bạn coi, như rồi một phần đất cái này, các bạn đổ một phần đất nó lân lân thế này, các bạn trồng nó, nó vừa rất là đẹp các bạn. Mình ướn vậy khoảng một tuần là nó rất mục. Hồng này là hồng thân gỗ nha các bạn, rất là đẹp. Các bạn muốn mua giống này các bạn liên hệ số điện thoại của mình 0903096269 nha các bạn. Hướng dẫn đầy đủ kỹ thuật chăm sóc cây từ lúc chiết cành ra, rồi tới lúc bón phân rồi lớn, rồi tiếp tục mình làm cây khác thôi. Tiếp tục vô đất thôi. Đất này là đất sét không các bạn. Đất này là Đà Lạt. Đất này ở Đà Lạt gọi là đất sét nữa các bạn. Đất này rất là sạch sẽ, không có bệnh hoạn trong cái đất này, không có mầm móng virus gì hết.
thấy không? Rồi tiếp tục lấy góc khác thôi. Các bạn cứ tiếp tục lấy gốc khác thôi, rồi chấm vô thuốc kích rễ. Mình phá sạch với nước trong này rồi nè, các bạn coi nè. Đây. Đó. Chấm vô vậy thôi. Rồi, tiếp tục chấm. Cũng tương tự như cái chậu này đó các bạn. Một phần đất trong cho nó có cái thế. Cân đối nữa là mình chọn cái thế cho nó đứng cho nó đẹp. Thêm nước còn những cái góc nó cao rồi, góc nó cao nó mới đẹp. Đất nó trộn thế này, đó, tay mình thì hơi dơ, tự nhiên mình quay cho các bạn coi nè, giúp lại nè, vừa trấu vừa đất vừa phân chuồng nha các bạn. Đó. Trộn với tỷ lệ một phần đất, hai phần đất, một phần phân chuồng trấu luôn đó. Khi nào cây ra hoa rồi thì có ra lá rồi ra hoa rồi mình quay tiếp cho các bạn coi. Dừng sơ sơ thôi nhưng mà đừng có mạnh tay quá, mạnh tay quá nó bứt cái chậu, nên là cây nó cứng quá nó không có ra rễ mạnh được. Mình chấm gần cho các bạn coi. Cái loại hoa hồng này khi mà nó ra lá rồi ra hoa rất là đẹp nha các bạn. Ra hoa là ra quanh năm luôn. Ra hoa rất là đẹp. Giống này là giống hoa hồng thân gỗ của Hải Phòng có nha các bạn. Sa Pa. Hồng Sơn La. Cũng có giống của hồng Pháp luôn nha các bạn. Gốc hoa rất là to. Để nó có hoa mình quay cho các bạn. Rồi tiếp tục mình trồng gốc khác các bạn ơi. Rồi mình trồng tiếp tục các bạn. Rồi mình cứ hung thêm nước vô cho cái gốc, đưa cái gốc đi cho nó đẹp. Cái gì cũng có cái gốc nó đẹp thì. Vườn nhà mình thì hoa này rất là nhiều nữa mà. Mình chiết rồi mình ương ở đây, mình hết chỗ ương rồi. Cái loài này thì nó rất là bền bỉ, sự sống của nó cũng rất là mạnh, kháng bệnh rất là tốt luôn. Tí nữa mình quay những cái chậu cha mẹ của nó cho các bạn xem cho biết. Các bạn xem video cảm thấy vui hay có ích gì thì các bạn nhớ đăng ký kênh cho mình nha các bạn. Đăng ký kênh rồi bấm chuông để theo dõi những video mình làm nhiều video khác cho các bạn đam mê hoa hồng này coi. Các bạn nào thích thì cứ đăng ký kênh ủng hộ cho mình.
thế rồi tiếp tục với cái chậu khác, chậu khác rồi là thế mình cứ trồng hết cây thôi. Bạn nào có nhu cầu mua thì cứ liên hệ với mình, số điện thoại tí mình để dưới video đó, rồi cứ liên hệ rồi mình cũng cấp giống cho bao đẹp luôn các bạn. Rồi tiếp tục mình trồng góc này nè các bạn. Nhà có nuôi gà này các bạn, có nhu cầu chơi gà tiện Tân Châu hay chim cụt xanh quý hiếm của Việt Nam, các bạn cứ liên hệ số điện thoại của mình để dưới video đó, và các bạn vào YouTube bấm chim cụt xanh gà cạnh Tân Châu nha các bạn, có số điện thoại là của mình nha các bạn. Quy trình trồng cây thì như vậy thôi, các bạn cứ làm với mình thôi. Cứ lấy đất, phần đất là phần chua trấu các bạn trồn lại. Rồi gốc cây mới các bạn cứ trồng với mình vậy đó, cho ít đất vô trước. Cái này trồng dễ các bạn, nó một tuần nó bung lá bung đọt hết rồi, nên nó cưng được. Cắt một góc cho nó đẹp, vài bữa nó bung lá rồi mình quay cho các bạn quay tiếp một giai đoạn mới hay. Rất mục rồi nè các bạn. Rồi. Thấm vào thuốc ra rễ. Đó các bạn cứ thấm vậy thôi. Là xong rồi. Trồng cũng đẹp.
Các bạn mà ở miền Tây mà không có cái đất sét này, hay các vùng khác mà không có đất sét này, thì các bạn lấy cái đất bùn rồi trộn với phân chuồng trồng cũng tốt nha các bạn. Tại vì mình ở Tây Nguyên này mình không có cái đất bùn như ở miền Tây. Cái này nó đất nào nó cũng lên hết đó. Các bạn nhớ trộn thêm trấu với là phân chân là được. Còn các bạn muốn hướng dẫn kỹ thuật thêm, các bạn cứ liên hệ số điện thoại mình dưới video đó, mình chỉ cho bao đẹp luôn, các thuốc ra rễ, thuốc châm cây rồi phân bón luôn các bạn. 30 sơ sáng mình làm được 17 chậu để cho bán thôi, hoặc là buồn 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 hay mua bán luôn. Thì cái quy trình trồng thì hồi nãy giờ mình làm các bạn theo dõi đó. Thì thôi, video của mình đến đây kết thúc. Mình tạm biệt tất cả các bạn. Chúc các bạn luôn vui vẻ và thành công trong cuộc sống nha.